đến lòng người. Khổ dân Nam Định đã ngọng rồi chưa? Lòng người đến lòng người. Lòng người đến lòng người. Thì thưa các ngài, mỗi một con người ta sống đều có một triết lý sống. Mỗi một con người đều có triết lý sống. Tôi lấy ví dụ, triết lý của tôi là bất cứ một thời khắc nào không phụ thuộc vào số tiền mình nhận được, mà phụ thuộc vào giá trị mình trao được cho bao nhiêu người ở thời khắc mình sống. Ví dụ như lớp này, dù thu tiền một ngày chỉ tí tiền, nhưng nếu ai học tất cả các khóa của tôi thì thấy rằng là không hề có sai khác một tí nào về nhiệt huyết. Là vì lớp này kiếm được nhiều tiền mà tôi nói nhiệt huyết hơn, kỹ hơn. Lớp này ít tiền mà tôi nói hời hợt hơn và mang tính chốt sale hơn. Hay cũng như vậy, không phải vì đây là nhiều tiền, đây ít tiền mà tôi tôn trọng người này hơn và tôi kém tôn trọng người này đi. Cũng không phải vì ông này kém hơn ông này mà tôi tôn trọng ông này hơn và ghét bỏ ông này. Vậy thì tôi được coi tất cả con người là bình đẳng như nhau. Chỉ là họ có một số khuyết điểm này và điểm mạnh này. Còn con người này thì có một khuyết điểm này, điểm mạnh này. Tức là chúng ta nhìn vào sự thật. Còn lại về mặt cảm xúc, tôn trọng mọi người như nhau. Vì chúng ta đều hiểu vạn sự chúng ta ở đây nó chỉ là pháp. Nó chỉ là pháp. Còn tốt xấu, đúng sai, chúng cũng chỉ là pháp. Nhưng chúng ta tôn trọng từng pháp trong cuộc sống. Không phải vì bạn đeo cái thẻ tên ở đây, cũng không phải cái mặt này quan trọng, nhưng cũng không phải cái dây này quan trọng, mà hai cái này nó đều có giá trị để tạo ra cái này. Cả nhà hiểu hiểu này không ạ? Thì mình sẽ nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu, và mình không còn thiếu, tránh đi cái sự tôn trọng hay không tôn trọng. Vậy triết lý sống, và trong triết lý sống thì khái niệm đầu tiên của triết lý người ta gọi là kinh. Khái niệm từ kinh. Ví dụ triết lý sống của Đức Phật thì gọi là kinh, kinh Phật. Triết lý sống của Chúa Giêsu thì gọi là kinh thánh. Có đúng không ạ? Triết lý sống của Tuấn thì gọi là kinh Tuấn. Vậy triết lý sống, có đúng không nhỉ? À, vậy nhưng triết lý sống nào mà là triết lý nó gọi là phù hợp với lòng người, với tất cả lòng người, nó là triết lý đúng của chân lý, thì cái đó nó gọi là những quy luật tự nhiên bất biến mà mình phải tuân thủ. Nó gọi là triết lý sống, hay còn gọi là chánh kiến mà ông Phật ông nói. Cả nhà hiểu này không ạ? Ok. Nhưng nếu thuần triết lý sống mà chúng ta cứ dạy con mình là con ơi, gieo nhân nào thì gặt quả đó, con ơi gieo nhân nào gặt quả đó, thì một hồi con nó cũng chỉ nói vậy thôi, chứ nó không hiểu bản chất và không dùng được. Hay tương tự như thế này, bản chất mình bị đau bụng là mình uống thuốc Clonazepam, thì sự thật cái chất Clonazepam trong viên thuốc sẽ giải quyết được cái bài toán mình hết đau bụng. Nhưng nếu chỉ Clonazepam không uống thì làm sao? Đắng. Nếu chỉ là triết lý không, nghe nó gì? Khó nuốt. Cho nên đưa triết lý vào triết học, gần như các cụ học xong ngáo hết, không nuốt được, chớ hết ra mà. Xong bảo thằng nào học giỏi là thằng hâm, phải không? À, vậy làm thế nào để chúng dễ nuốt được cái triết lý? Thì bắt đầu nó đóng cái này vào một cái công cụ được pha chế. Ví dụ thuốc Clonazepam thì bây giờ có bọc đường để trẻ con nó gì dễ nuốt. Cả nhà hiểu không ạ? Nó pha chế đi
Vậy thì trong đời sống thì cái triết lý sống này thì nó được pha chế thành văn. Văn này ví dụ như là chuyện, ví dụ như là thơ, ví dụ như là hịch, ví dụ như là chuyện ngụ ngôn, chuyện ca dao, tục ngữ, vân vân. Thì cái đấy, vậy thì kinh được đóng trong văn. Vậy nhờ đọc chuyện Tấm Cám mà trẻ con hiểu được nhân quả. Nhờ đọc chuyện Chí Phèo của Nam Cao mà trẻ con lấy được kinh. Cái triết lý sống là gì ạ? Là tính gì ạ? Tính nhân văn của con người. Nếu Chí Phèo thật sự muốn quay đầu thì Bá Kiến nên gì? Tạo điều kiện. Cả nhà hiểu không ạ? Ví dụ mình ăn bánh nếp, thực tế là mình ăn gạo, gạo nếp, nhưng gạo nếp mà đồ sôi khó hốc quá thì gạo nếp là kinh. Nhưng sau đó để nó dễ hốc thì chuyển sang làm bánh rán, chuyển sang làm bánh dày, chuyển sang làm bánh chưng. Vậy bánh rán, bánh dày, bánh chưng gọi là gì? Văn. Hiểu không các ngài? Vậy cho nên cô giáo dạy văn, tôi phải dạy lại cô giáo dạy cấp 3 trường tôi mà, phân tích một cái bài văn thì phải lấy được gì? Kinh. Còn phân tích văn mà không lấy được kinh, người ta gọi là văn vở, tức là văn viết trên giấy. Cho nên thường người ta bảo mày chỉ giỏi văn thôi, tức là không có triết lý gì trong cả một bài. Ví dụ như thế này gọi là văn này: sáng sớm tinh sương khi áng mây mỡ gà vừa vén lên để chật rông mặt trời đỏ hứng, cũng là lúc em cầm cây bút đút vào nọ mực viết thư cho anh. Ma nó nghe rất hay nhưng không có kinh. Cả nhà hiểu hiểu này không nhỉ? Đấy, trong không khí tưng bừng chào mừng một mùa xuân mới đeo có nội dung, nhưng nghe nó thì ngoại rất hay. Vậy thì chú nói thuần là văn chứ không có kinh. Hiểu cái này không? Nó giống như nem chua Thanh Hóa chẳng hạn, mà bóc ra là không thấy thịt đâu, thuần có lá, thì người ta chủ yếu là văn chứ không có kinh. Ví dụ vậy. À, bây giờ thì nhiều thịt rồi. Sau khi họ hiểu được văn hóa là rất nhiều thịt rồi. Vậy khái niệm kinh, nhưng chúng ta đọc văn để lấy cái gì? Lấy kinh. Với gọi là đi lấy kinh, ai đi lấy văn. Và tiếp tục, ngoài ra để thể hiện triết lý sống, người ta đưa vào nghệ, nghệ thuật. Thông qua gì? Phim. Thông qua gì? Sự kiện, các cái hoạt động sự kiện. Có đúng không nhỉ? Đấy. Và cho nên nó mới sinh ra cái gì ạ? Cục văn hóa nghệ thuật. Hiểu cái này không? Là nó phụ, nó đang quản lý triết lý sống của người, người Việt. Hiểu không cả nhà? Vậy phim của Trấn Thành thì nó là nghệ thuật. Nhưng nếu không có kinh, hoặc kinh đấy nó lệch với kinh của dân tộc Việt, thì phim đấy không được gì? Không được phát hành. Vì kinh của mày là kinh nguyệt. Ví dụ vậy. Và quản lý được cái kinh thì chính là quản lý được triết lý sống của một dân tộc. Hiểu cái này không ạ? À, và thế nào gọi là hóa? Sau khi có một thằng người gọi là thế hệ sau, thế hệ sau xem phim ảnh, xem gì ạ? Hoạt hình, xem, nghe các bài hát, rồi học văn ở lớp, thì lấy được cái kinh, biến cái kinh gốc thành kinh của mình, thì người ta gọi là văn hóa. Hiểu không cả nhà? Tức là kinh của mày đã thành kinh của tao, thì người ta gọi đã hoàn thành mục tiêu văn hóa. Ý là kinh của mày hóa thành kinh của tao, đúng không? Và bọn đàn ông là kém văn hóa nhất, vì xuyên làm cho phụ nữ hết kinh. Lấy hết kinh mà xong họ không còn tí nào luôn. Hiểu cái khái niệm này chưa ạ? Vậy thì điều quan trọng nhất, nghe một câu chuyện, nghe một bài hát, nghe một cái gì, lấy được triết lý. Cho nên tại sao
các bài hát của Trịnh Công Sơn được gọi là triết ca. Vì ca từ ở trong đó có gì? Triết lý sống. Hiểu cái này không cả nhà? Cho nên những bài hát đấy mới tồn tại nhiều nghìn năm. Vậy những câu chuyện tôi kể lại là văn, còn các ngài lấy được cái gì mang về nhà thành triết lý sống của mình thì nó mới được gọi là gì? Hóa. Còn kinh là gốc của tôi. Tôi người kinh mà. Có đúng không nhỉ? Cho nên bọn chúng thường nói là gì? Khi mình nói cái gì hay quá nó gọi là kinh khủng. Ý là triết lý nó quá khủng luôn. Thì bọn chúng gọi là gì? Kinh khủng. Nó còn khiếp nữa. Kinh khủng khiếp. À vậy hỏi, người đầu tiên mà hình thành lên công ty chính là founder. Vậy founder phải gạch đầu dòng cho tôi, triết lý sống của ngài là gì? Và triết lý này phải biến thành các cái gì? Tài liệu để cho người gì? Họ vào họ đọc và họ lấy được kinh của ngài thì nó gọi là văn gì? Văn hóa. Ví dụ triết lý sống của ngài là trao giá trị cho khách hàng. Giá trị ở đây là làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, chứ không phải giá trị là số tiền khách hàng trả. Thỏa mãn họ, còn số tiền họ trả thì dựa trên luật chơi của kinh doanh. Tức là đừng bán cho khách hàng cái gì rẻ mà không dùng được. Hiểu hiểu không cả nhà? Thì bắt đầu nó từ triết lý của mình, xong sau đó mình biến thành gì? Các câu văn. Hiểu không ạ? Ví dụ mình bảo cần phải trao giá trị cho khách hàng thì mình phải nói văn nó ra, giá trị nó là cái gì, nó quy định ra. Nhưng họ đọc xong họ phải cảm được cái giá trị. Cả nhà hiểu không ạ? À, vậy việc số 1, ông phải gạch đầu dòng ra triết lý sống của ông là gì. Mà ông không gạch được đầu dòng ra triết lý sống của ông là gì, công ty đây có bao giờ văn hóa không? Có. Không văn hóa cũng là một loại văn hóa. Đúng không? Sau đó đóng gói ra thì phải có người đi trao truyền văn hóa. Cho nên mới có sinh ra cái gì ạ? Đào tạo hội nhập và kiểm tra xem. Cuối cùng sau khi đào tạo quan ta la văn thì phải hỏi lại, nói cho tôi nghe triết lý công ty này là gì. Thì lúc đấy văn mới được gì? Hóa. Còn hiện nay chúng ta đang đào tạo văn hóa cho người Việt là biểu hiện của văn hóa. Tức là thứ mấy mặc áo đồng phục, đúng không? Cúi chào nhau thế nào? Và kết luận đấy là gì? Văn hóa. Đấy là biểu hiện của văn hóa. Nếu là văn hóa thì không cần biểu hiện, mà nó phải ra từ gì? Từ tâm cơ mà. Từ tâm cơ mà. Và mặc cái áo vào là niềm tự hào của nhân viên. Vì bọn tao có cái kinh này, tao mặc cái áo này biểu hiện là chúng tao có thuộc cái nhóm kinh này, và tao tự hào về điều đó. Còn nếu trong công ty mà không làm được tự hào về điều đó thì vắng sếp nó nột áo ra cởi trần còn sướng hơn, vì nó đỡ nhục. Có đúng không? Có phải ngày xưa bộ đội nhìn thấy cái áo bộ đội dân quý dân thương? Vì mặc cái áo bộ đội không phải là cái đấy chỉ là biểu hiện của văn hóa, nhưng cái văn hóa thật sự là cái triết lý sống của chú bộ đội ở trong lòng này. Họ quý, và chỉ cần nhìn thấy mặc quần áo bộ đội là người ta gì? Quý. Sống như kiểu nhìn thấy màu vàng của chú công an bây giờ vậy.